Nằm ở miền trung của Việt Nam, Huế là kinh đô của triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam đã xây dựng nhiều di tích văn hóa ở kinh đô, từ các cung điện cho đến các lăng tẩm và đền đài. Năm 1993, Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, đã công nhận giá trị văn hóa của di tích Huế và đã ghi tên quần thể di tích Huế vào danh mục di sản thế giới. Quần thể di tích Huế đã trở thành tài sản văn hóa thứ 410 trong danh mục này. Huế được bao bọc bởi một vòng thành với chu vi 10.000 mét. Theo luật phong thủy địa lý, kinh thành được xây dựng quay mặt về hướng nam, cho núi Ngư Binh làm tiên án. Thêm vào đó, cồn Hiến và cồn Giả Viên trên sông Hương được chọn làm thể tạ Thanh Long hữu Bạch Hổ, châu trước mặt để bảo vệ kinh thành. Hoàng thành được xây dựng với mục đích là bảo vệ các hoạt động chính trị, tín ngưỡng cùng các hoạt động của triều đình được tổ chức trong các cung điện và đền miếu. Tự cẩm thành là khu vực dành riêng cho nhà vua và các thành viên của hoàng gia. Dù hai cuộc chiến tranh vào năm 1947 và 1968 đã tàn phá các di tích văn hóa trong kinh thành, nhưng ngày nay các hoạt động trùng tu đang được thực hiện rất tích cực. Những bức tường thành bằng gạch bao bọc để bảo vệ. Công việc xây dựng hoàng cung được bắt đầu vào năm 1804 và hoàn thành vào năm 1833. Hoàng cung có hình chữ nhật, rộng 568 m, dài 640 m và được bao bọc bởi một hệ thống hào bảo vệ xung quanh. Hệ thống kiến trúc của hoàng cung được phân bố theo những nguyên tắc đăng đối. Việc phân chia thích hợp các vị trí cho thấy những quan niệm về học thuyết chính trị nho giáo của phương Đông. Hoàng cung có hơn 100 công trình kiến trúc có giá trị và được chia thành nhiều khu vực. Khu vực Ngọ Môn đến Điện Thái Hòa và Điện Cân Chánh là nơi dành cho các buổi lễ quan trọng của triều đình và hoàng gia. Khu vực thờ cúng gồm 5 miếu thờ là nơi thờ cúng các vị vua, hoàng hậu và tổ tiên của nhà Nguyễn. Khu vực cung điện ở phía Tây là nơi dành cho Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Khu vực phủ nội vụ ở phía Đông bao gồm các xưởng sản xuất và ngân khố của Hoàng gia. Khu vực các vườn ngự là nơi thư giãn của nhà vua và là nơi vui chơi học tập của các hoàng tử khi còn nhỏ. Khu vực tự cẩm thành là nơi diễn ra các sinh hoạt của nhà vua, các thành viên trong Hoàng gia, các cung tần mỹ nữ và kể cả các thái giám. Ngọ Môn được xây dựng vào năm 1833 và là cổng chính của Hoàng Cung.
Đây là chiếc cổng có 5 lối vào với chiếc cổng chính giữa dành cho hoàng đế. Hai cổng còn lại dành cho các quan văn bên trái và quan võ bên phải. Việc mở rộng hai cánh phía hai bên cổng đã tạo thành hai lối đi dành cho binh lính, voi và ngựa. Phía trên nền đài bằng gạch đá là lầu ngũ phùng nguy nga tráng lệ, được sử dụng như là một lễ đài, thường dùng để tổ chức một số nghi lễ trọng thể của hoàng gia. Sự kiện trọng đại của triều đình và hoàng gia thường được tổ chức như lễ bàn thọ, lễ đăng quang của nhà vua và lễ tiếp đón các sứ thần ngoại giao. Điện Thái Hòa được xây dựng vào năm 1805 và đã trải qua nhiều đợt trùng tu với quy mô lớn vào các năm 1833 và 1923. Bộ mái của Điện Thái Hòa được biết đến với một phong cách nghệ thuật độc đáo, gồm có mái cao, mái thấp và mái hiên. Điện Thái Hòa làm theo kiểu nhà kép, còn gọi là trùng thiềm điệp ốc, trung lương trung thiềm. Phần tiền điện được nối với chính điện bằng một trần thừa lưu ở giữa, hay còn gọi là vì vỏ cua. Những hình ảnh trang trí như rồng, mặt trời, mặt trăng và đặc biệt là thiên hồ trên mái cung điện là những biểu tượng cho hoàng đế và triết lý đông phương. Các mẫu trang trí rồng và mây trên các cột gỗ lim trong cung điện là hình ảnh tượng trưng cho sự hòa hợp giữa nhà vua và quần thần cùng trăm họ. Điện Thái Hòa còn nổi tiếng với các bài thơ chữ Hán được chạm nổi theo lối nhất thi nhất hòa. Những lời hay ý đẹp của các bài thơ này đã thể hiện sinh động những nét đặc trưng của văn hóa cung đình Việt Nam và văn hóa Huế. Chủ đề chính trong thơ là nói về sự thái bình và thịnh vượng của đất nước trong triều đại nhà Nguyễn. Ngàn năm văn hiến nước ta, nước non muôn dặm một nhà từ đây. Hồng bàng lập nước đến nay, giang sơn mới có được ngày thịnh an. Ngai vàng được chạm khắc thiệp vàng tinh xảo và được đặt ở gian chính giữa về phía cuối của ngôi điện. Sự thiệt hại nặng nề do những thảm họa của thiên nhiên và chiến tranh gây nên, nhưng nhân dân Việt Nam đã nỗ lực không ngừng trong công cuộc trùng tu bảo tồn quần thể di tích Huế.